Được, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có một cái tai nghe rất là nổi tiếng của LG. Cái con này em thấy là những cái reviewer khác nói nó cũng khá là tốt và đáng để dùng các bạn. Thì đây là cái hộp của nó đây. Các bác có thể thấy đây, có cả tem của Việt Nam luôn này. Đó, chữ Việt Nam luôn. Đây là mặt đằng trước đây, hình như là của Trần Du Audio này. Đó, UV Nano này, có cái tia cực tím nhưng mà tia UV để chống vi khuẩn nữa. Cái này em nghĩ nó cũng chỉ cho nó vui thôi. Đây, đây là phía dưới này, cạnh bên này, đó, FN6 nhé. Em thấy này có sạc nhanh này, 5 phút sẽ nghe được 60 phút này, đó. Nghe về kinh này. Đấy, nói chung là đây là các công nghệ của nó đây. Các bác có thể là xem, em thấy là cái thời gian chạy của nó khá là ngon này này, 6 giờ cơ mà, 18 giờ với cái cốc sạc này, đó. Còn đây là phía dưới đây, nó cũng chẳng có gì đâu. Nó có sạc bằng Type-C nhá, Type-C luôn đấy. Đây là cái trên này, có tem hành chính hãng này, Orin này. Đây, các bác có nhìn thấy không, Orin này, mã vạch cái thứ này đấy. Rồi mở ra cho nhanh, nói chung là hàng này là hàng chính hãng các bạn đó. Thì cái con máy này em mượn của một bác ở trên nhóm của mình thôi, thì bác ấy đã mua cả một cái cây sẵn rồi này. Đấy, cái cây này không kèm theo đâu nhé. Đây là cái tai nghe, xem ở trên hộp nó có cái gì nữa không. Đây, không có gì nữa. Đây, hết rồi. Thì đây, trong túi nó có một cái sạc này. Cái sạc này cũng giống giống như kiểu của mấy cái điện thoại ấy. Cổng C nhá. À, để đây. Ngoài ra còn có rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, cái này không cần đọc đâu. Đây còn mấy cái tip nữa. Cái tip tùy vào cái cỡ tay của mỗi người ấy. Cũng không chạm mấy đâu. Trong này còn cái móc khóa, chắc là cái móc khóa này của cái cây này thôi, nó không đi kèm đâu. Đó, nó của cái cây này thôi. Đây là cái tai nghe đây. Và cái tai này. Đó. Em sẽ mở nó ra. Cái cây này bằng mở ngược các bạn. Đây. Đây, có thể đây là cái con tai nghe. Em sẽ bỏ cái cây này ra nhé, tại vì nó sẽ không cho các bác biết được cái tai nghe đang như thế nào. Ôi, nó dính các bác. Chà. Dây cái cây này. Thì đây, đây là cái hình dạng thực của cái tai nghe đây. Nó hoàn thiện bằng cái chất liệu nhựa 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 nhám nhám ấy các bác, nó cũng hạn chế để lại cái vân tay. Đây là có cái nút ấn. Có nút ấn thật các bạn. Nhưng mà nút ấn này thì không thấy ấn nó báo đen gì cả. À có, đây. Nó báo màu đen này này. Ấn sẽ báo màu đen. Rồi, những cái màu nào thì em cũng chưa chưa tìm hiểu đâu. Nhưng mà thì thôi, biết là nó có nút ấn. Đây, bên trong. Đó. Cái việc đóng nắp cái bàn, cái cây này em thấy khá là ổn. Cái độ khít của nó ấy, bác nhìn này. Các bác nhìn thấy. Em thấy nó khá là khít, đấy, hoàn thiện của nó đấy. Em thấy hoàn thiện cái con này ngon. Cổng C. Gọn gàng, đẹp. Cầm đã. Đó, đây là bỏ hai cụ tay nhé. Đây, có cái UV này, đấy. Nghe vẻ ghê gớm ha. Em bỏ hai cụ tay này ra đây. Thì đây là ở bên trong. Đây, có logo của LG này. Rồi, để các bác xem là hàng hàng chính hãng thì nó sẽ như thế nào mà các bác. Nhiều khi giờ trên thị trường nó có nhiều hàng hàng fake ấy, thì các bác phải xem cho kỹ nhá. Đây, ở trong này nó có cái khó nhìn quá nhỉ. Ở trong nó có mấy cái biểu tượng của đủ thứ luôn, model này, FN6 thứ này. Đấy, nó hơi khó lấy nét các bạn. Em lấy nét lại xem nào. Đó, các bác có thể thấy không? Rồi, đấy, bên trong này này, nó có cái đèn UV thì phải. Bên này một cái, bên này một cái nữa. Đó, ở đây là mấy cái chỗ sạc. Và đây là cái hãng mà LG liên kết để làm cái tai nghe này này. Từ cái thời con V40 thì phải. À đâu, V50 chứ. Thì là LG liên kết với cái hãng hãng này, không còn liên kết với B&O nữa. Đó thì
Em thấy là nó cũng có một số cái hạn chế, một số cái tốt, nhưng mà em thấy là nó cũng tương đương như nhau thôi. Đây, còn đây là cái cụ tai này. Cái này màu đen. Đó, trái phải. Bỏ này để cho bác xem. Đó, cái ống tai khá là lớn. Cái này dạng in-ear các bạn. Cho nên là nếu mà các bác dùng cái này thì nó sẽ khá là kín tai, dù có chống ồn chủ động hay không thì việc làm cái bằng in-ear này kiểu gì nó cũng cho cái độ fit tốt hơn và nó cách âm ở bên ngoài nhiều hơn. Đó. Đây là cái chi tiết của sản phẩm. Rồi. Đó. À. Đây có một cái lỗ để thoát hơi gì đấy các bạn. Còn đây, đây chắc là cái lỗ mic này. Đây các bạn thấy không? Mic ở dưới này. Thì cái việc mà làm cái mic ở cái đuôi tai như này nó tăng cái khả năng đàm thoại lên một chút thôi. Chứ mà nghe cái mấy cái tai không dây kiểu này đàm thoại nó không được sướng mấy các bạn. Đấy. Thì em thấy là cái chất lượng hoàn thiện của nó khá là tốt rồi. Đấy, có thể thấy này. À, tuy nhiên thì em thấy là cái ống tai này nó hơi to. Thì em sẽ thử đeo lên tai cho các bác xem và nghe xem nó thế nào nhé. Thì em sẽ phải nghe nó 3-4 ngày nữa thì em mới biết được. Thì hẹn các bác tới đây nhé. Rồi, ok, đây là cái chân tay nhanh thôi. Rồi, ok các bác. Thì đây là cái trên tai của em đây. À, các bác có thể thấy đây là tay phải này. Đó. Em không nhìn được cái máy ảnh nên không biết có đúng cái này không. Đó, thì đây là cái tay trái này. Đó. Đó, không biết các bác có nhìn rõ không. Thì cái vành tai của em ấy nó cũng thuộc dạng là khá là to đấy. Cho nên là đeo cái này vào thì nó khá là vừa. Đó. Đó, các bạn thấy không? Thì các bác cũng vừa thấy em đeo nó trên tai rồi đấy. Thì cái tai của em cũng thực dạng là khá là to cho nên là đeo nó cũng rất thoải mái. Nhưng mà bác nào mà tai nhỏ ấy, thì các bác cũng cân nhắc xem nhé. Tại vì em thấy là housing của cái con này cũng khá là to đấy. Cũng qua mấy ngày sử dụng rồi ấy, thì cái cảm giác cho em đã nhất ấy, vẫn là cầm nắm cái con cái cây này các bạn. Nó rất là mềm mại và nó tròn, nó cho cảm giác cầm rất là đã các bạn. Và cái hoàn thiện của nó cũng rất là tốt đấy, anh có thể nhìn thấy đấy. Thì cái con này ấy, nó cũng có cái chức năng mà mở nắp ra là kết nối với điện thoại ấy. Này các bác có thể thấy này, mở ra nhé, sẽ kết nối với con G8 của em đó, kết nối rồi đấy. Tuy nhiên thì em thấy nó báo hơi chậm, có thể là do cái thông báo thôi, chứ còn ở trong thì chắc nó đã kết nối, mở ra cái kết nối luôn rồi. Thì đây là cái housing của nó đây. Đây. Chà, hơi bị Đó thì nó hoàn thiện bằng cái chất liệu nhựa bóng các bạn, cho nên là cái việc mà nó bị bám mồ hôi vân tay rồi bụi bẩn ấy nó khá là nhiều luôn. Đó và không biết có phải vì lý do đấy không mà LG làm cái chức năng chống vi khuẩn cho nó, kháng vi khuẩn cho nó. Đấy thì các bác có thể thấy cái đèn mà khi mà đấy, khi mà cái chức năng tiêu vi nó bật bật lên ấy, nó màu xanh ấy. Đó. Thì không biết em thấy là nhiều bác cũng thắc mắc là vì cái lý do là đeo cái tai mà cái dạng in-ear này nó một bên nó đau hơn ấy, từ thường là bên bên phải nó bị đau hơn ấy. Thì như cái đôi tai của em ấy thì là cái lỗ tai bên phải của em nó bị nhỏ hơn một tí, cho nên là việc mà đeo cái dạng in-ear như thế này này thì thường thường em phải thay cái tip bên phải này bằng cái tip loại nhỏ hơn, còn tip bên trái này thì thay bằng cái tip to hơn thì đeo nó mới thoải mái được. Nhưng mà thực sự là đeo cái con này cũng không được lâu các bạn, em đeo được khoảng hơn 1 tiếng thì nó cũng thấy nó hơi bị mỏi, hơi bị đau tai. Và em cũng không hiểu sao là cái con này ấy, nó lại không kết nối được 2 thiết bị các bạn. Đây em cũng không không rõ đây là lý do gì. Thì em có 2 con G8 đây, ví dụ nó đang kết nối với con G8 này rồi thì các bác có thể thấy này, bật con này lên, bật hẳn vào trong đi. Đây
các bác thể thấy này, ví dụ nó đang kết nối với con G8 này rồi nhá. Đây, để cho nó cho các bác nhìn nó rõ hơn này, nó kết nối với con G8 bên phải rồi, mà em muốn kết nối với con G8 bên trái nữa, em nhấn vào nó bên con bên trái thì nó không thể kết nối được các bạn. Em đã thử nó với con mấy con điện thoại rồi, kể cả với iPad của em nữa, không thể kết nối cùng lúc hai cái điện thoại được đấy, trừ khi là các bác phải tắt cái bên này đi đấy, tắt bên này cái bên này được luôn đấy. Còn các bác bật cái bên này lại nhé, bật bên này lại, các bác muốn kết nối lại nó cũng không được luôn đấy, các bác vẫn phải tắt cái này đi, tắt cái bên này được luôn đấy, các bác thấy không? Trên đây là cái việc mà không kết nối được cùng lúc nhiều cái điện thoại ấy, cũng là một cái rất là bất tiện. Thì khi các bác kết nối được rồi ấy, thì trên CS Play sẽ có một cái phần mềm gọi là phần mềm Tune Free này đấy, thì các bác vào đây các bác biết được cách cài đặt rồi các chức năng của nó như thế nào. Thì đây ví dụ chạm một lần ý, là tạm dừng nhạc này, rồi trả lời cuộc gọi này, các bác nhìn thấy không? Đó, chạm hai lần để mà tắt cuộc gọi này, rồi tăng giảm âm lượng này, nhấn hai lần vào cái phần này này, cái phần chỗ này nhé, này này, cái cảm, đây cái cảm cảm ứng của nó chỉ khu chỗ này thôi nhé, chỗ này này, đấy, các bác, nó không ở chỗ này nhé, nó ở trên chỗ này, và các bác không cũng không thể vuốt được, vuốt lên vuốt xuống được để mà tăng giảm âm lượng đâu, các bác phải nhấn đấy, và việc mà các bác rờ được cái chỗ này này, em thấy là như em sử dụng mấy ngày rồi em vẫn chưa quen các bạn, có thể là phải sử dụng lâu hơn nữa, và cái việc mà độ nhạy của cảm ứng ấy nó cũng không được ổn cho lắm, em thấy nó lúc được lúc xịt à, cho nên là em không đánh giá cao cái việc cảm ứng trên cái con này, nó cho cảm giác có thể là tay mình nó bẩn hoặc gì đấy, nó cho cảm giác nó không 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 ngon thôi, chứ em nghĩ là dùng một thời gian dài nữa thì các bác có thể là nó quen hơn đấy, nhưng mà thực sự là cái khu này nó không có cái gì để phân biệt với những khu khác ấy. Cho nên là nhấn vào nó vẫn không có cảm giác nó sướng cho đi tí nào. Và em nghĩ là nếu mà làm bằng cái nút cứng thì tốt hơn. Đấy, thì nói tiếp về cái app này nữa nhé. Đây, các bác có thể chạm 3 lần để mà next hoặc là lùi bài. Đó. Chạm dài để bật cái xuyên âm lên. Đấy. Và cái xuyên âm này hiện đang bật rồi đây. Thì không biết phải đánh nói với các bác thế nào, tại vì các bác phải nghe trên tai mới biết được. Nhưng mà thực sự là cái xuyên âm này khi mà ví dụ như em bật lên rồi nhá, em vỗ tay ở ở đùi như này này. Đấy. Thì khi mà nó trả về cho trong cái đôi tai của em ấy, nó cho một cái âm thư âm âm thanh ấy, âm thanh nó không giống với cái tiếng mà mình đang vỗ đùi như này, mà nó kiểu nó cứ bẹt bẹt, nó ảo ảo cái gì ấy. Cái này không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà thực sự là cái xuyên âm ở trên con này nó chỉ em thấy làm cho nó có thôi, nó không chất lượng và nó không, nó cho mình cảm giác ảo và mình không thể sử dụng được, mình phải tắt nó đi. Đấy. Ngoài ra còn có cái chức năng là tìm này, tìm cái đấy, tìm cái tai của mình. Đấy, ví dụ mất cái tai trái tai phải nhé, em cho nó kêu đấy, nó đang kêu đấy các bạn đấy, nghe thấy không đấy. Đấy thì nó kêu cũng khá to. Đây cho gần gần lại tí nữa nhé. Đấy. Đấy thì việc nó kêu như này ấy, với cái mức âm lượng này, nếu như các bác mà rơi ngoài đường ấy thì chắc chắn các bác sẽ không biết được nó nằm ở vị trí nào đâu. Còn cái này chỉ dùng cho chức năng ở ở phòng kín thôi, phòng 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 như kiểu là ở phòng phòng làm việc, phòng văn phòng gì đó thôi, chứ còn rơi ngoài đường chắc chắn các bác mất. Chỉ là chức năng này cũng không biết được là có hữu dụng hay không. Rồi đây có mấy cái chức năng nữa, đây có bật tắt cái thông báo này, thông báo trên tai luôn này. Đây có các bác có thể là điều chỉnh được, các bác muốn chạm một lần để làm cái gì đấy, có thể điều chỉnh được lại hết đấy. Ok, cái này thì đơn giản thôi, nó chỉ là cái app rất là dễ dùng thôi. Ngoài ra các bác có thể là cập nhật cái phần mềm ở trên này được đấy. Đó. Và ngoài ra ấy, thì cái phần quan trọng nhất đó là cái phần chỉnh EQ này này. Thì tùy với đôi tai của các bác nhé, các bác nên chỉnh cái như nào cho nó hợp với đôi tai của các bác thôi. Còn em thì em vẫn để cái mặc định của nó thôi. Ngoài ra các bác có thể chỉnh mấy cái custom này này. Đấy, để các bác tăng giảm những cái này. Thì
khi nào các bác có thì cái con này các bác chỉnh theo ý muốn của các bác thôi. Đó. Đây. Ngoài ra thì còn cái đèn của cái cây này này, cái đèn ở chỗ này này. Hôm trước em cũng không biết nó là cái đèn gì, nó màu gì thì nó báo hiệu cái gì đây, chỗ này này. Đấy, tắt rồi, mở ra đóng vào thì nó đây, ví dụ nó báo màu xanh này, này đó. Phải mở ra thì mới biết được các bạn. Thì đây như như họ có nói đây. Này. Màu xanh ấy là trên 80%, màu tím là từ 20 đến 80% và màu đỏ là dưới 20%. Đó. Rồi mấy cái này thì rất đơn giản thôi. Rồi. Thì bây giờ sẽ cho các bác biết được cái độ trễ của cái con FN6 này nhé. Đối với em ấy, em cũng dùng mấy con như kiểu Jabra 65T rồi mấy con của tàu ấy, thì cái độ trễ của chúng nó cũng khá là nhiều và cho cảm giác nghe không được thoải mái cho lắm. Nhưng mà đối với con này ấy, thì em thấy là cái độ trễ của nó ấy, em thấy nó khá là ổn rồi các bạn. Đây các bác có thể xem này, đang hơi bị tịt mũi các bạn. Đây mở to hết cỡ này nhá, hết cỡ rồi. Đây để chờ các bác chờ nó đến cái đây, em để sát cái tai đây nhé, cái tai đang nghe nhé, em để sát vào cái mic cho các bác nghe rõ thôi. Đây bác chờ tí sẽ đến cái đoạn này. Rồi, đấy các bác có thể thấy đấy. Cái độ trễ của cái con này như nào? Như đối với em nghe cái độ trễ con này thì em thấy nó rất là ok. Em ví dụ như các bác mà chỉ xem YouTube như này, các bác dùng con này em thấy là được. Chứ còn nếu các bác mà chơi game thì em nghĩ là nó vẫn chưa đủ đáp ứng đâu. Rồi, vấn đề tiếp theo ấy là cái vấn đề đàm thoại trên con này như nào nhé. Thì bây giờ em sẽ đeo con này lên tai thì các bác sẽ không thấy được đâu. Em đeo con này lên tai rồi. Đấy, em đeo lên tai rồi. Và hiện tại thì nó đang bật siêu âm các bạn. Chưa được nghe cái tiếng của em nó cứ vọng vọng lại. Hiện tại em tắt cái siêu âm đi nhé. Rồi, tắt siêu âm đi rồi. Thì bây giờ em sẽ thử gọi điện cho một người bạn xem thế nào. Đấy. Để xem là cái việc mà nghe em sẽ bật và em ghi âm lại để xem là cái chất lượng âm thanh nó như nào nhé. Đây em ghi âm lại rồi đấy. Đây mở to hết cỡ lên nhé, em đang nghe ở phòng kín thôi, đang nghe ở phòng kín đây. Ôi thằng này nó không nghe máy. Alo, đi làm chưa? Ô, lại xuống bao giờ làm gì? À đâu, hết cũng lâu thế. À, vậy thôi đi tiếp đi, anh đang test cái loa mà. Vậy thôi đi tiếp đi, anh đang test cái chất lượng âm thanh ấy mà. Ừ. Đó. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho các bác nghe trực tiếp cái chất lượng âm thanh trên cái này luôn nhé. Thôi rồi, vừa mất rồi. Đấy, em vừa nghe xong nhé, em sẽ tắt cái Bluetooth đi đã. Bởi vì nó sẽ nghe ở trong Bluetooth mất. Nó ở chỗ nào ấy, âm thanh nó khá là... Đây. Đây. Vừa vừa nghe đây nhé. Đấy, các bác nghe này.
Em bật cái. Đấy. Đi làm chưa? Em đang đi xuống dưới vào đây rồi, sao anh? Ồ, lại xuống bên giờ làm gì? Có lúc tiếp mà hút hai hôm mà đã xong rồi, sao anh? Được. Thế cũng đâu thế? Sao? Vậy thôi đi tiếp đi, anh đang test cái loa mà. Đó. Vậy thôi đi tiếp đi, anh đang test cái chất lượng âm thanh ấy mà. Đó. Đấy, thì các bác có thể thấy đấy, cái chất lượng âm thanh mà khi mà các bác đàm thoại ở trong cái phòng kín ấy thì em thấy nó ổn đấy, nhưng mà ở ra ra ở ngoài môi trường ấy, ra ngoài môi trường ví dụ đi xe đi cộ ấy, thì nó sẽ bị hạn chế đi các bạn, nó chỉ không còn được như thế đâu, nó chỉ còn tầm khoảng nửa thôi và nó nghe tiếng gió rất là nhiều. Thì em không không test được ở ngoài đường cho nên các bác có thể hình dung nó như vậy. Tuy nhiên ở trong phòng thì em thấy nó ổn rồi. Về cái kết nối của con FN6 này với điện thoại ấy, thì trên điện thoại LG nhà mình ấy nó có cái kết nối aptX HD luôn các bạn. Đây em cho các bác xem đây. Được rồi, đây các bác có thể thấy này, con G8 nhà mình ấy có thể là kết nối aptX HD luôn, nhưng mà mặc định của con FN6 này nó chỉ có AAC hoặc là SBC thôi, nó không thể kết nối được aptX HD đâu. Đây ví dụ aptX này, đấy, em bật nó rồi nhé, kết nối nó với aptX rồi nhé. Đó, quay trở lại này. Đấy, các bác khi bác quay trở lại. Đấy. Đây, nó lại trở về cái AAC các bạn. Đó, cho nên là nó không có cái kết nối aptX đâu. Các bác chỉ có thể chuyển được giữa AAC và SBC thôi. Đây, ví dụ em chuyển sang SBC đây. Thì khi mà quay lại nó vẫn giữ ở cái SBC. Này, đâu rồi. Đây, các bác thấy không? Nó vẫn giữ ở SBC này. Đấy. Tuy nhiên ấy, giữa hai cái chế độ SBC và AAC ấy, em cũng không thể phân biệt được cái nào là hay hơn. Nếu chắc chắn là phải đôi tai nó cực kỳ ghê gớm, cực kỳ tinh nhạy thì nó mới thì anh em mới phát hiện ra được là cái hai cái chức năng này nó có cái gì khác nhau. Còn đối với đôi tai của em thì em không phát hiện ra được các bạn, em thấy nó như nhau thôi. Cho nên là cái con này nó cũng hơi hạn chế. Rồi, còn về chi tiết chất âm ấy thì sau mấy ngày sử dụng ấy em sẽ đưa ra cái đánh giá chủ quan của riêng em thôi nhé. Tại vì tai mỗi người mỗi khác mà. Đấy, cho nên là đánh giá của em ấy là cái con này ấy, cái giải bass ấy thì nó cũng có đấy, nhưng mà nó hơi bị thiếu và nó hơi nông ấy, và cảm giác nó không được sâu, không được chắc ấy. Nó chỉ có ở mức trung bình thôi, ức nghe tạm được thôi. Đấy, còn là giải mid ấy thì nó không có cái gì nổi bật cả, nó âm trường của nó không không rộng và nó cảm giác nó cứ hơi bị tối tối ấy, và nó cũng mỏng mỏng nữa. Đấy, còn giải chat thì con này em thấy nó kém các bạn, nó hơi bị lùi. Đấy. Tuy nhiên thì các bác có thể là vào cái app đấy các bác chỉnh cho nó cái giải chat cho nó, hoặc là những cái giải khác của các bác ấy nó cho nó phù hợp với tài của các bác thôi. Chứ còn thực sự là nếu với một cái mức giá mà 1,5 triệu hàng xách tay như thế này ấy, thì em thấy nó không được xứng đáng cho lắm. Con này đúng là nó chỉ tầm khoảng giá 1 triệu đổ lại thôi. Nói thật với các bác là đây em đang nghe một cái con tai nghe có dây, cái con tai nghe này là dạng earbud nhé, và nó chỉ có giá khoảng tầm 500-600 nghìn thôi, nhưng mà thực sự là cái chất âm của cái tai có dây này nó hơn hẳn luôn, thực sự nó hơn hẳn luôn cái tai 1,5 triệu này, chưa kể các bác đang mua hàng chính hãng nó còn lên đến gần 3 triệu ấy. Cho nên là đối với em ấy, mấy cái giá mức giá 1,5 triệu này thì em sẽ không thể mua được con FN6 này. Nếu mà dưới 1 triệu thì có thể còn đắn đo, nhưng mà tại vì em đang sử dụng cái con tai nghe có dây này nó hay hơn, cho nên là cũng không biết được. Nhưng mà thực sự là LG nhà mình định giá cái sản phẩm của mình ấy nó lúc đầu bao giờ nó cũng cao, nó vút lên xong rồi thấy người dùng người ta chán chê, xong rồi người ta đánh giá không được tích cực, bắt đầu mới giảm giá xuống. Đấy, và em cũng không hiểu là các ông reviewer khác ấy các ông đánh giá con này có vẻ là tai nghe quốc dân rồi tai nghe này nọ nó ghê gớm lắm, thì em thấy toàn những bán này các ông ạ. Không hiểu sao ấy, họ có thể đánh giá được cái con này nó hay ghê gớm như thế. Nó cũng nhiều kiểu là so sánh với cả Sen 1, Sen 2 các thứ, em thấy nó ghê gớm quá. Nhưng mà thực sự là em trải nghiệm cái con này nó không thể đem lại cái mức độ hài lòng cho em được. Đấy. Đấy, cũng có thể là tai của em là tai trâu. Tai nó không được tốt như các bác thì em không thể nghe ra được, nhưng mà em chỉ cần so sánh đơn giản với cái con tai này thôi,
em thấy nó không thể bằng được, nó chỉ bằng được khoảng 2 phần 3 cái con tai nghe thôi. Cho nên là em không không thể lựa chọn con này được. Mặc dù em là fan LG chính hiệu luôn đấy. Các bạn, em cố gắng mượn con này để em trải nghiệm cho các bác, để các bác biết được nó đang như nào, vì cái giá trên thị trường bây giờ nó càng ngày càng rẻ rồi. Và em cũng không biết được nó có hàng fake hay không. Đấy, cho nên các bác chú ý nhé. Cái con tai nghe này cái độ hoàn thiện của nó thì đương nhiên là tốt rồi, hàng chính hãng mà, nó rất là tốt, các thứ rất là tốt, nhưng mà cái chất âm của nó ấy, thì nó không đem lại kỳ vọng tốt cho em được. Còn các bác có điều kiện thì các bác cứ mua để trải nghiệm thôi, nó vẫn đáng để sử dụng các bạn. Nó nếu mà sử dụng với điện thoại LG rồi sản phẩm của LG, nếu các bạn nào fan của nó thì vẫn ok thôi. Đó, ok, thì hy vọng là những cái trải nghiệm của em nó góp phần đem lại cái kinh nghiệm cho các bác. Rồi, ok, chào các bạn.